Triều Lý trị nước an lành, giang sơn cường thịnh ngoại xâm bớt dần. Bởi vua luôn có trung thần, nhiều bầy tôi giỏi mấy lần xông pha. Lý Thường Kiệt tiếng vang xa, đuổi quân giặc Tống vượt qua biên thủy. Ôn Châu tan tác thành trì, Tống triều hốt hoảng quách quỷ thất kinh. Phía Nam ổn định tình hình, tiến sâu vào đất thần kinh tạm dừng. Bắt vua chiêm phạt phục tùng, từ nay cũng dám lấn thung nước nhà. Đánh giặc Tống có thần ca, Nam quốc sơn hà Nam đế cư. Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, yếu đảng hành khan thủ bại hư. Thường Kiệt văn võ toàn thư, võ thị kiệt xuất quân thủ phát kinh. Văn thị trị nước tài tình, giúp cho nhà Lý bình sinh mấy đời. Tấm gương còn mãi sáng ngời, đại việt con cháu muôn đời khắc ghi. Đời vua thứ sáu trở đi, đất nước lâm cảnh suy vì tranh giành. May mà có Tô Hiển Thành, có giúp nhà Lý sáng danh ba đời. Nhưng chiều nào cũng có thời, chín đời nhà Lý mệnh trời khó thay. Như ta khi ấy còn may, nhà Trần kế nghiệp từ nay vững bền.